Cả trường mấy nghìn học sinh cơ mà, mấy chục nghìn học sinh cơ mà. Tùy thôi. Nó xếp lại đấy, mãi. Mấy khoa thứ nhất toàn là thám. Dưới này, bắn tôi kiểu dưới này. Sao tiếng máy của tôi với tiếng máy của ông lại khác nhau nhỉ? Chiều. Không tóc nhìn thương quá. Thì nó phải con trai không nhận về không thích xóa không nào. Men lùa thế thì đau tay luôn. Làm sao để mà đây làm sao để mà chụp đây nhưng mà focus sang bên này để nhỉ? Hả? Sao bị trưởng con gấu? Đi vẹt nó buồn cười nhìn ông đấy à? Nóng quá. Ngồi sang đây đi, nóng quá. Duy ngồi nói một lúc. Ngồi sang đây, ngồi sang đây. Mày cả tưởng Duy ngồi nói lúc nó hỏi sao? Thì mẹ ông ơi, con này bị ngu à? Thôi Duy đừng chụp lúc tôi này ông ạ. Con tôm chụp. Đây anh em cầm cầm cầm. Ra đây ngồi cho đây nắng đi. Đéo nào mà mày. Mày bảo kệ mày. Tao bảo kệ điện thoại, tao bảo kệ cái cầm, tao bảo kệ điện thoại đâu. Tao lên, bị phêu mất mấy lần. Phê thuốc lào ấy. Phêu ấy. Kệ tao cắp. Cái gì nhỉ? Bộ ba going insane bởi vì từ bạch. Có khi tao mày phải Duy đặt tên nhóm không mày? Đặt tên nhóm nó sách toi. Tôi thấy với ông là em này của tôi hiển thị ảnh thì quá nhất mẹ luôn. Nhựa không? Em này của tôi hiển thị ảnh. Mà cái ống 50 của bọn Sony này đắt hai đài luôn. Bằng nhiên phá. Ờ, đắt bằng Ni Công luôn. Không phải là vì đồ Sony ít lắm. Đồ nó không giống Canon rồi, đồ ít lắm. Đồ Sony trong miền Nam nhiều. Ngoài ít lắm. Tôi có mỗi đấy thằng Minh ấy, thằng Minh là cầm máy Sony ấy. Thằng ấy chủ wide đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đồ ngoài đó không chứ thì quá, nó bán cả combo Sony Alpha A300 này. Xong rồi một lens Sigma tele, một lens kit. 5 triệu. 5 triệu. Bán nhà Duy ơi. Các bạn là tại vì hồi trước á, tôi có một con bạn, con đấy thì nó quen một ông ấy già rồi làm báo ảnh. Không phải làm báo ảnh mà làm về trong ngành ấy, xong rồi kiểu ông ấy giải nghệ rồi, thế là như kiểu muốn cho bộ len đi nhưng mà kiểu mang tiếng ấy, bán 1,5 triệu.
năm gái đấy. Con kia kiểu vớ vẩn. cháu. Thế là xong. Chả hiểu tự nhiên Nick biết chụp gì cầm đống len về. Không ngoái. Mang về chung. Cũng dùng Sony. Nhưng mà bây giờ có cái ấy được mà, có cái chuyển len được mà. Thế gọi là cái gì nhỉ? Tức nhiều cái đấy một cái chuyển được, ví dụ như là cắm nhịp. Adapter. Ẩn cái cổng ca đông được. Nhưng mà cái đấy dùng có băng máy không? Không, đi học mà, không máy. Có học sáng à, chiều mới đi làm không? Tối mới làm, sắp nghỉ rồi, hay là tư tôi rảnh rồi. Hay là tư tôi nghỉ rồi, rảnh rồi. Duy, sáng tôi nắp rảnh không? Rảnh. Lâm gà đực. Vì ai? Ông có nhớ cái con... Tôi vậy. Ông nhớ cái con bóng ở hồi xưa tôi đưa anh đi chụp, ông Tùng đi chụp bến gỗ không? Cái con bé gầy gầy ấy. Cái con bóng chưa gặp đấy á? À? Không. Đúng rồi đấy, con đấy. Ê, đi về. Xinh không? Xinh. Xinh đi ngay. Có yêu đúng không? Có yêu rồi. Kệ đâu không ạ, đập chậu cướp hoa không ạ? Đúng. Đánh đốt cố định là thú vị tao nhã của mình. Đừng quá lèo. Rồi, không phải không đấu định đâu, thật đấy kinh tế vững mạnh không? Nó thừa sức đến mức là nó trả SH, nó bán SH đi, nó mua con xe đạp vỏ titan 40 triệu nó đi làm. Thế còn nhất được một tay ấy. Cứ bullshit nào ấy. Tôi thấy thằng ấy cứ bullshit thế nào ấy, sao lại thấy thế? Chán xe máy rồi. Điên rồi. Bán SH đi, mua con để đi làm. Mà ra kinh tế mạnh thì chắc chưa ai không ạ? Sinh lý mạnh rồi mới hay không ạ? Đúng. Đây buổi yêu nhau sinh lý quý nhất đồng tiền phải không? Đúng rồi. Con của ông là 550 à? Bố tôi. Cái đời dòng 3 số của Canon là từ bao nhiêu là có live view nhỉ? Từ 600 là có rồi. 600 là có live view à? Ừ. Các bạn có cái máy 1001 rồi. À 1100D. Mua bao nhiêu? 7 triệu à? Mua để chơi thôi, không phải là dùng rồi. Thế không, tôi cầm vào máy đi công thì chẳng biết gì. Không biết dùng ấy. Thực ra mình dùng cái gì mình quen đấy, quen cái đấy thôi. Thì tôi quen dùng đi công rồi, ra dùng sao của ông thì tôi không dùng được. Cứ quen Canon còn chỉnh sáng chỉnh chất á. Kỹ thuật đâu, lúc này. Ông có thích mua fake không? Có. Tôi đang kiếm một con, tôi thấy không? Còn một con, nó bán cửa hàng fake 50 Canon cũ rồi. Bao nhiêu? 1,7 triệu nhưng bảo hành 6 tháng. 1,7 triệu thì cân được ấy. 1,690 triệu. 1,7 triệu thì cân được. 1,7 triệu bảo hành 6 tháng. Cái gì? 50... Như này này. 50 1.4 gì? 1.8 à? Ờ được nhỉ, gọi trong Đức Anh. Quy tuần này đi lấy luôn. Không biết tuần này tôi xem thấy gọi đấy. Tuần này đi lấy luôn. Tôi đang cần. Tuần sau tôi đi Lý Sơn. 1,7 triệu bảo hành 6 tháng. Cả có len ấy. Ý tưởng trong đầu ấy. Ra nhiều. Ra nhiều. Mặc dù con này cũng đa gì. Ông xem cái ấy của nó bé tí. Đúng rồi bé. Đây hỏi Duy này, cầm con len 2485 tôi này. Đập chết người. À. Con đấy con nặng hơn là thân máy. Không nhận màu của Monocolon nhìn thích ấy. Bạn ông dâm phết không ạ? Dâm vờ lờ. Không công nhận. Chị à, anh em gọi tôi nhé. Cút đi. Đừng bỏ rơi nhé. Thôi hôm nay em mời quay xoắn với công tác nhé. Thế nhá. Trở tiền cho anh nhá. Ừ. Tao tiền đây rồi.
kệ mẹ tao. Mày xem sách nữa. Về về một tí rồi. Con này đang sinh mà cũng duyên. Được mà. Cơ duyên. Còn bí lắm nữa ấy, thì tôi rủ với con tôi đang cưa đi. Ừ. Sơn nhắn tin lại chết con mẹ nó rồi. Gặp gái à thì phải. Thôi tí nhá, tôi về ăn cơm phát ra. Nhanh không? Chắc là khoảng tiếng. Đây qua đến giờ. Ý. Thế tôi về nhà. Về nhà ngủ rất đi. Thì áo là đi mà bây giờ không đi chụp ảnh, đi câu cá. Câu cá. Nhắc con cá em sắp được về Bắc Ninh đi tập. Theo câu cá. Bắc Ninh. Mấy cháu ngồi ở suốt mà. Đây, nhà bác đây. Được. Bác có cái này ở đây. Chào rồi đi. Lại nói là chỗ nọ cái sang chỗ kia. Bác xem là cho nó thêm nửa lại. Ngồi đỡ bị. Chân quang dài vậy. Chân quang dài lắm. Sao mà ông chưa rồi? Bác Hà ơi, bảo lên cái máy của anh. Nó đang bán combo đúng không? Xuân Anh thì nhà ở đây. Thì sao bác Hà cũng được. Máy của anh chỉ cầu, anh cho mày xem câu lạc bộ của anh. Câu lạc bộ gì ạ? Anh nuôi gì ạ? Anh nuôi gì ạ? Nuôi chó hay là... Nuôi rắn. Nuôi rắn khi quen thằng Phan Anh. Ừ. Em thằng bạn nuôi tắc kè. Phan Anh á? Thằng mà... Còi... Facebook là còi cun nhiều dữ ấy. Anh thì anh đéo trên Facebook. Cái thằng mà... Hôm chính xác là hôm qua vừa họp bếp ở trên chỗ Mỹ Tà. Thằng có tên mỗi hai chữ là Phan Anh ấy. Người gầy cao cao ấy ạ. Rồi, thằng này nó cũng hôm qua... Học cùng bọn em. Lò đem với con Igu màu xanh. Chuẩn rồi. Con này màu xanh đúng không? Chính nói ạ. Con Igu màu xanh. Anh với cả ông chủ cờ lắc là hai anh em thân. Thằng bán thú cưng gì đấy. Bán thú cưng gì ông Nghĩa thôi mà. Nó để trên Facebook thế ạ. Và pet cà phê mà xem. Trong đấy pet mẹ. Mẹ. Em thích xăm lâu rồi nhưng mà gia đình em nó cũng không đồng ý. Gia đình em không cho. Hình gì cơ? Cái cung á? Nhân mã đấy. Nhân mã. Mà bọn em chơi nhau từ cấp 2, hai thằng cùng nhân mã. Cậu đang nghỉ tối à?
có 3 cả. Được mẹ mà chính xác chưa cho mọi người chuồng cho mấy mọi người. Chơi với nhau từ hồi mới đẻ. Thế hiện tại bây giờ thằng làm công an quận, thằng làm trong ngân hàng, đi mẹ đúng thường mình đeo ăn khóc. Đủ quá mẹ một bộ là bạn mà không làm cùng với nhau, chơi được nhau vậy. Anh chỉ buồn cười. Tại vì những thằng trong ngành bây giờ nó cạnh tranh có... Bạn có phải khác nghề chơi với nhau. Anh chỉ buồn cười mang tiếng mẹ hàm thằng bạn mình công an quận. Hơi một tí là mình người có thằng nó định đánh nào. Đi khỏi ngoại. Mẹ ức chế. Mày làm trong quận làm đéo gì. Quay mặt thôi mà. Đây. Mà bé lên mua lại áo này mặc. Được. Thôi mình đi ra chơi rồi.